vì sao hệ thống quyền lực của Tổng Bí Thư coi trọng bằng cấp giả. Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt các thông tin và sự kiện được đánh giá là gây khủng hoảng truyền thông. Đài Tiếng nói Việt Nam VOV vào ngày 26 tháng 6 đưa tin với tiêu đề Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên. Bản tin cho biết, sáng ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức cho 1.720 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các báo đài với chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ông Nguyễn Thanh Lâm cho hay, kỷ nguyên hỗn loạn thông tin đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng. Theo đó, thông tin cho các nền tảng số hiện đại có thể tạo ra các hiện tượng mạng gây sốt, tạo bão trong dư luận xã hội. Giới quan sát đánh giá, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm có lẽ đang muốn ám chỉ đến những thông tin về sự kiện nổi bật gần đây như việc bộ hành của sư Thích Minh Tuệ hay việc sư Thích Chân Quang bị cấm phát ngôn đang gây ra khủng hoảng truyền thông, cũng như là mất trật tự xã hội ảnh hưởng đến an ninh chính trị của Đảng. Đáng chú ý, việc Hòa thượng Thích Chân Quang sở hữu một bằng tiến sĩ cấp tốc hoàn toàn trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gây bão mạng mạnh mẽ đến mức bộ này phải gửi một công văn hỏa tốc yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội phải giải trình chi tiết. Giới thảo tin đặt nghi vấn tại sao vụ việc Hòa thượng Thích Chân Quang sở hữu một tấm tiến sĩ dởm nhiều khả năng được mua bằng tiền, chứ không phải là kết quả học tập và nghiên cứu thật sự, lại bùng lên vào lúc này, trong khi có đến 90% quan chức lãnh đạo của Việt Nam được cho rằng sở hữu đủ các loại bằng cấp học hàm, học vị hoành tráng, nhưng kiến thức thì trống rỗng. Liệu Chủ tịch Tô Lâm có quan tâm và tiến hành việc tổng rà soát các bằng cấp học hàm, học vị của giới lãnh đạo Việt Nam hay không? Đây là một trong những sản phẩm của cơ chế lấy quyền tiền dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt hơn 13 năm vừa qua. Điều đó đã góp phần tàn phá đất nước, tạo nên một xã hội vô pháp, vô luân, kỷ cương phép nước không được coi trọng, tạo nên sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội như chúng ta đang thấy ngày nay. Trong khi giới thạo tin có những ý kiến cho hay, việc Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an đang tiến hành thanh tảo phe Nghệ Tĩnh là một bệ đỡ quan trọng nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngoài mục đích đào tận gốc, chốc tận rễ, hệ thống quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã ăn sâu bám rễ trên diện rộng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, việc lộ bằng cấp của sư Thích Chân Quang xảy ra trong bối cảnh có những đồn đoán cho rằng hai nhân vật cộn cán của phe Nghệ Tĩnh là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gần như chắc chắn sẽ ra đi. Và trước hội nghị Trung ương lần thứ 10, tức là tháng 10 năm 2024, sẽ có thêm hai ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục bị bắn rụng. Đa số ý kiến cho rằng chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã thất bại. Ông Tô Lâm đã lạm dụng nó để đấu đá, tranh giành quyền lực, để phục vụ lợi ích cho cá nhân và phe cánh. Tuy nhiên, vẫn theo giới phân tích, mục đích của ông Tô Lâm và Bộ Công an khi loại bỏ hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị như đã thấy, không chỉ để đưa người của mình vào thay thế, mà có thể còn nhắm vào những mục tiêu khác. Công luận cho rằng chống tham nhũng bằng biện pháp thiết lập kỷ cương phép nước và dùng luật pháp để điều hành là điều mà công chúng mong đợi. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, vấn đề quan trọng là cần phải bắn trúng căn bệnh gốc, chứ không phải bắt một hay 100 người bỏ tù một ủy viên Trung ương Đảng, 10 ông tướng quân đội hay 7-8 ông tướng công an xử lý hết ông nọ ông kia. Đó không phải là cách làm bài bản, không đánh vào nguyên nhân cốt lõi, mà cốt lõi là chính bản chất của hệ thống chính trị này. Ông Nguyễn Quang Hà khẳng định Việt Nam cần phải trở thành một nhà nước pháp quyền, điều hành nhà nước theo luật, chứ không theo chỉ đạo của Ban Nội chính, Ban Bí thư hay Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao hệ thống quyền lực của Tổng Trọng coi trọng trọng bằng cấp giả đến như vậy. Những ủy viên Bộ Chính trị chống lưng cho công ty cây xanh Công Minh và bệnh viện tâm thần có thể bị Tô Đại vạch trần. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 9 từ ngày 16 đến 18 tháng 5, trước sự ưu thế của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó, một số người cho rằng Bộ Công an sẽ phải xếp lại một vụ án khủng trong các vụ như Phúc Sơn, Thuận An hay IC, đó là đại án công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh. Tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 6 loan tin, Bộ Công an tiếp tục đề nghị Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến công ty Công Minh. Bản tin cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh và các tỉnh
thành phố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 8 tháng 5. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục có văn bản gửi các tỉnh như Đồng Nai, Phú Yên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến các dự án của công ty Cây Xanh của mình. Ngoài ra, có vụ án liên quan đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tại đây đã có hàng loạt các cán bộ lãnh đạo bị bắt giam do nhận hối lộ. Cơ quan An ninh Điều tra của Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an đã phát hiện khoa điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thuộc Bộ Y tế cũng như Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã lập hồ sơ giả để khóa cho một số quan tham nhũng giả bị bệnh tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đáng chú ý, hai vụ việc, một xảy ra ở miền Bắc và một ở miền Nam, được phát hiện và xử lý cùng một thời điểm. Theo một số ý kiến, điều này cho thấy cả hai vụ công ty Cây Xanh Công Minh và Bệnh viện Tâm thần không chỉ là tham nhũng đưa nhận hối lộ thông thường, mà có thể liên quan yếu tố an ninh quốc gia. Theo đó, hai bệnh viện tâm thần kể trên đều thuộc sự quản lý của Bộ Y tế, đều có thẩm quyền thực hiện giám định pháp y tâm thần cho các bị can theo các quy định pháp luật nhằm phục vụ cho việc điều tra các vụ án. Do vậy, việc Bộ Công an đồng loạt bắt giam hàng loạt các lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của hai bệnh viện tâm thần kể trên nhằm mục đích kiểm tra, giả soát các giấy chứng nhận tâm thần sai đã giúp cho nhiều quan chức của doanh nhân khởi tố, bắt giam trong các vụ án lớn đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành tâm thần. Các giấy chứng nhận tâm thần bị cấp sai này trở thành lá bùa hộ mệnh giúp cho quan tham miễn hình phạt bị tù. Đây là một vấn đề đã xảy ra từ lâu và dư luận đã râm ran từ hàng chục năm nay. Trở lại vụ án Cây Xanh Công Minh, diễn biến mới này cho thấy Công an với sự lãnh đạo của tân Bộ trưởng Lương Tam Quang vẫn tiếp tục điều tra vụ đại án này không hề có dấu hiệu thỏa hiệp như những tin đồn trước đây. Được biết, công ty Công Minh hiện đang bị điều tra vì những sai phạm trong các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị tại một loạt các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo số liệu của truyền thông nhà nước cung cấp, công ty Công Minh tham gia 228 gói thầu tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước với tỷ lệ trúng thầu cao là 172 trên tổng số 209 gói thầu, tức là tương đương 82%. Ngoài ra, công ty Công Minh tham gia thầu và trúng thầu tại 30 trên tổng số 63 tỉnh thành trên cả nước, tương đương với 50%. Chỉ với hai trong số này, tỷ lệ trúng thầu và số lượng các tỉnh thành hợp sức để công ty Công Minh trúng thầu, đủ thấy phía sau phải có một đại nhân vật quyền lực rất lớn, tối thiểu ủy viên Bộ Chính trị chống lưng. Một số ý kiến cho rằng hành động này của Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Tô Lâm với mục đích những nhóm lợi ích quyền tiền của Tổng Trọng và phe Nghệ Tĩnh, tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Ông Quang từng là Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an và sẽ viết chỉ đạo hai đại án vừa kể trên. Đồng thời cũng theo một số ý kiến kể trên, những ủy viên Bộ Chính trị nào đứng sau và chống lưng cho hai đại án này có thể sẽ bị vạch trần và công bố danh tính trước Hội nghị Trung ương 10 vào đầu tháng 10 năm 2024 tới đây. Như vậy, với hai nhân vật cộm cán của phe Nghệ Tĩnh là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gần như chắc chắn sẽ ra đi vì số ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục rơi rụng trước Hội nghị Trung ương 10 có thể sẽ không dưới con số 2 vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin những ủy viên Bộ Chính trị chống lưng cho công ty Cây Xanh Công Minh và Bệnh viện Tâm thần có thể bị Tô Đại trần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.